Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo video cho chữ trong PowerPoint. Đầu tiên, các bạn mở PowerPoint và Insert, chọn Video. Mình Insert video từ trong máy. Video này mình sẽ để trong phần mô tả để các bạn tiện thực hành. Vào Playback, trong mục Start, các bạn chọn Automatic Play để cho video chạy tự động. Bấm chọn nút Until Stopped và Rewind After Playing để video chạy lặp lại đến khi kết thúc slide. Tiếp tục, mình nhấn chuột phải, chọn Duplicate Slide để nhân đôi slide. Bấm chọn Video, chọn Video Format. Trong mục Rotate, các bạn xoay video 180 độ. Vào Home, bấm chọn chữ A, kéo ra màn hình. Mình sẽ gõ dòng chữ, tăng cỡ chữ. Chọn phông chữ. Bấm chọn video. Sau đó giữ Shift, bấm chọn chữ. Chọn nhóm lệnh Merge Shape. Chọn tiếp Intersect. Nếu máy tính các bạn không có nhóm lệnh Merge Shape như thế này thì các bạn vào File, chọn Option, chọn tiếp Quick Access to Bar. Trong hộp chọn Common, các bạn chọn All Common, kéo chuột xuống dưới. Các bạn chọn nhóm lệnh Merge Shape, sau đó nhấn vào nút Add, thì lúc này nhóm lệnh Merge Shape sẽ chuyển sang hộp ở bên phải như thế này. Các bạn nhấn OK. Vì ở đây mình đã đưa Merge Shape ra bên ngoài rồi, do đó mình nhấn Cancel. Bây giờ mình nhấn tổ hợp phím Ctrl X để cắt dòng chữ này lên slide 1. Nhấn Ctrl V. Vào Video Format, chọn Video Border. Mình chọn viền cho chữ màu trắng. Tiếp tục vào Video Border, chọn Width. Mình chọn độ dày cho đường nét của chữ. Tiếp theo vào Align, chọn Align như điểm. Lại vào tiếp Align, chọn Align Center để cho dòng chữ nằm giữa slide. Vào Playback, mục Start, các bạn cũng chọn Automatically để video chạy tự động. Bấm chọn vào nút Until Stopped và Rewind After Playing để video chạy đến khi kết thúc slide. Tiếp tục, mình vào Animation, chọn Add Animation. Mình chọn hiệu ứng cho chữ. Đến đây, các bạn bấm chọn chữ. Mục Start, chọn Width và Reverse. Bây giờ các bạn xem kết quả nhé. Chúc các bạn thành công và đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.